xin kính chào quý vị khán giả. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nhàn là một trong 15 nhạc sĩ có tham gia trong chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Nhạc sĩ cũng yêu âm nhạc và cũng đến với âm nhạc như tất cả 14 người nhạc sĩ khác. Nhưng một điều đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Văn Nhàn không thích lên sân khấu. Do đó nên là Tâm Thảo bắt buộc là phải xin được có vinh dự xin giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Nguyễn Văn Nhàn với một bài nhạc được phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Tư Phương và cũng chính là người anh ruột của tác giả. Bài nhạc có những câu rất là lãng mạn nhưng mà lại có tính chất thiền định trong đó. Mưa, những cánh mưa hoàng điệp rơi phủ đầy sân, phủ quanh em mưa hong vàng cõi nguồn. Xin mời quý vị nghe Mưa Hoàng Điệp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Nhàn, phổ thơ nhà thơ Nguyễn Tư Phương. Một cung đêm
Và đồng thời xin giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Nguyễn Thanh Nhàn.